Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý khán thính giả, Trang Hộ Pháp Video xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả lời chào trân trọng. Lữ trầm nguyện tỏ khói hương, mang theo tất cả tình thương dạt dào. Mẹ cha ví tựa non cao, ơn thầy ví tựa sông trao biển khơi. Dạy khuyên từng chữ từng lời, vai xương màu tóc cả đời vì ai. Đầu tiên mới biết một hai, nay con khôn lớn thành tài nên danh. Qua rồi lứa tuổi xuân xanh, dài dương nắng gió thoáng nhanh từng ngày. Ngoài kia mưa từng hạt rơi, mưa bao nhiêu hạt ơn thầy bấy nhiêu. Lữ trầm nguyện tỏ khói hương, mang theo tất cả tình thương dạt dào. Tử tố vì Việt Nam Quốc,
đau chàng tự chúng thiên nam tính Phật tử phụng gì. Từ lâm tới chân không tư thập nhất thế thường thiên hạ tình quý nhật chấm phạm công đời đức giác linh quan sanh ấp máu niên chủ thể bám thập thế thâu thần ơi chánh hoặc thập bất nhật thời cẩn câu giấy hơn bình thường dư huệ hơn giải thoát kỳ kiến hương quang minh dân đại biến pháp giới cúng dường giác linh thiền nam mô cúng dường bồ tát ma ha pháp. Con dậy dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp, dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhăn nhòa vai sầu, vì thời gian dài đã gieo con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con. Từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng tay vôi, sông trời ơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con sắc thân ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn đêm tranh pháp về cha dành chung, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân xưa muôn kiếp khó đáp đền. Xoài đắng chưa phong,
dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rửa mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, dáng mây gầy thầy che che chúng con, mưa nắng bay vội, dòng tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trán. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con sắc thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi còn tình biến thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn đem tranh pháp về cho sanh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên, ân giáo dưỡng một đời nên người mang. Nghĩa ân sư vốn kiếm khó đáp đền, ân giáo dưỡng một đời đến huệ mạng. Nghĩa ân sư
hương chùa trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường, lửa thiêng sưởi ấm nơi nơi, pháp luân truyền anh đạo vàng, chúng sanh giác ngộ từ quang khơi lòng. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như thái dương rạng soi. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Thể theo chương trình lễ quý kỳ, cố đại đức thượng thiện hạ tịnh, quý nhật chậm giờ đây nơi cha viên sắp đặt tiệc pháp kính bài. Chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni bị hàng môn đồ pháp quyến chúng con quan lâm nơi chay đường để chứng minh cho lễ quý kỳ sáng hôm nay. Trên bàn chứng minh chúng con thành tâm bái thỉnh hòa thượng chủ trì chùa Phước Long, chùa Phù Sơn đương vi đệ nhất hòa thượng chứng minh. Chúng con thành tâm bái thỉnh thượng thọ chủ trì chùa Long Hòa đương vi đệ nhị hòa thượng chứng minh cùng chư tôn thiền đức. Toàn thể đạo tràng chúng ta đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm để cung nghinh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni ở quang lâm nơi chay đường A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm Canh Tý. Toàn thể nơi đạo tràng chùa Phù Sơn chúng con thiết lễ quý kỳ báo đức tôn sư để nhằm báo đáp. Trong môn một giờ đây, chư tôn đức đã an trú trong chánh niệm. Chúng con thành tâm giới thiệu đại đức Thích Minh Mẫn thay lời cho toàn thể môn đồ pháp quyến và Phật tử có đôi lời tác bạch lên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni thì từ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Hôm nay đạo tràng Phù Sơn chúng con hân hoan tổ chức buổi lễ quý kỳ báo đức tổ sư. Và hôm nay ngay bây giờ trai đường chúng con trang nghiêm thanh tịnh và quý ngài đã an trú trong chánh niệm, toàn thể môn đồ pháp quyến cùng chư Phật tử đạo tràng cung kính đảnh lễ kính dâng lên lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Chúng con hằng nghe cổ đức có dài, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn thuở khó đáp đền. Hôm nay đạo tràng Phù Sơn chúng con thiết lễ quý kỳ báo đáp công tạo dựng gìn giữ ngôi Tam Bảo Phù Sơn đối với cố Đại Đức Thích Thiện Tịnh thế danh Phạm Văn Chẩm, với tất cả tấm lòng của người con Phật hướng về mười phương Tam Bảo hiện tiền tăng, chúng con thành tâm ngưỡng nguyện chư Tôn Thiện Đức từ bi ai mẫn chứng minh hiếu tâm hiếu hạnh của chúng con, và chúng con cũng nguyện đem công đức này hồi hướng cho cố Giác Linh Đại Đức Thích Thiện Tịnh, nương nhờ công đức này siêu sanh miền tịnh độ và hội nhập Ta Bà để hóa độ chúng sanh. Ngưỡng mong chư Tôn Thiện Đức từ bi quan hỷ chứng minh nạp thọ lễ cúng dường này cho toàn thể hàng môn đồ pháp quyến cùng chư Phật tử đạo tràng chùa Phù Sơn chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính lạy tăng người thừa chỉ cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tỳ duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Vừa qua Đại Đức Thích Minh Mẫn đã thay lời cho toàn thể môn đồ pháp quyến Phật tử có đôi lời tác bạch lên chư Tôn Đức, để cho hàng Phật tử chúng con được chọn phần công đức buổi cúng dường sáng hôm nay. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tòa chủ trì chùa Long Hòa đương vi đệ nhị hòa thượng chứng minh ban đạo từ cho toàn thể môn đồ pháp quyến Phật tử chúng con được ăn chiêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật, thành kính cung thỉnh Thượng Tòa. Nam mô Hiện Tòa Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tăng Đầu Lư Đọa Xà Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Hòa Thượng Đệ Nhất Chứng Minh. Kính bạch chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể chư quý nam nữ Phật tử hiện diện nơi đạo tràng hôm nay. Hôm nay là ngày kỷ niệm trọng đại của cố Đại Đức Thích Thiện Tịnh, kỷ niệm lần thứ 26 quý kỳ. Vì chúng ta uống nước nhớ nguồn, Hòa Thượng trụ trì chùa Phước Long cũng như Hòa Thượng trụ trì, Tăng trụ trì chùa Phù Sơn Tự luôn luôn nhớ ơn những người đã quá cố, đã có góp công, góp sức nơi bổn tự này, cũng như hàng quyến thuộc của cố Đại Đức ở nơi đây đã từng khai sáng ánh đạo từ bi, đó là một cái duyên lành. Hôm nay đã thời gian trôi qua lặng lẽ, nhưng mỗi ngày một thân tiến hơn là ngôi chùa được trùng tu khang trang, cũng nhờ mười phương chư Phật gia hộ, cũng nhờ oai đức của Hòa Thượng Tăng trụ trì chùa Phù Sơn, cũng như sự tín ngưỡng, sự nhiệt tình của tất cả quý Phật tử cũng như hàng quyến thuộc của cố Đại Đức. Hôm nay với tâm trạng tri ân báo ân, uống nước nhớ nguồn, Hòa Thượng Tăng trụ trì chùa Phù Sơn lợi tự thuận tạ Hòa Thượng Thích Thiện Tính, trước đây là trụ trì chùa Phước Long, giờ này đảm trách nơi đây, làm cho ngôi chùa được sáng rỡ thêm và được khang trang hơn. Và Hòa Thượng cũng tiếp tục mời nhóm tâm đăng để hướng dẫn tất cả quý Phật tử nơi địa phương này để gieo duyên trùng tu Tam Bảo, cũng như thực hành theo chánh pháp. Vì đêm tăm tối được ánh sáng từ quang của Hòa Thượng sẽ dắt dẫn quý vị đến nơi an lành tốt đẹp hơn. Vì hôm nay không biết nói gì hơn với sự tri ân báo ân của Hòa Thượng Tăng trụ trì đến cố Đại Đức đã quá giảng, và cũng như tất cả quý Phật tử đã thắp nén tâm hương để hướng về ngày kỷ niệm này.
thật là quý quá thay. Vệ sinh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, tất cả từ bi quan hỷ chắp tay niệm hồng danh Phật 3 lần để đồng chứng minh cho buổi lễ hôm nay được thành tựu tốt đẹp và viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni đã từ bi hứa khả nạp thọ lễ cúng dường của chúng con rồi, chúng con còn được nhận từ quý ngài những lời chỉ dạy vô cùng sâu sắc. Chúng con nguyện y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhược tâm đành lời hiện tiền chư tôn tình đức tăng ni tam bái. Chúng con thành tâm bái thịnh hòa thượng đệ nhất chứng minh sướng nghi thức cúng chay đường thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh chư tôn đức chuyển bát cúng dường. Cúng giờ tâm tịnh pháp tùy lo gia Phật diễn mạng bao thân vạn ngã tiên mang qua thân thân ca bồ đề Phật đường lai hạ sanh Di Lạc con hòa thượng lạc tái giới A Di Đà Phật. Đại viên chư Phật, đại trí dân thù, sư lai Bồ Tát, đại hạnh vô lượng Bồ Tát, đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, chư tôn Bồ Tát Ma Tát, Ma Ba La Ma Tam Đức Lộ Di, cùng Phật cầm tăng pháp giới ô tình vô lòng cúng dường nhân quan cận thời đường nguyện chúng sanh tam thế sông mẹ cùng thỉnh hòa thượng các pháp sắc sắc. Phật cha tỳ kheo thật còn ngô quan tăng tâm tạp thoại tính thi nạn tiêu đã chung dần khanh thành các chánh niệm nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cung thỉnh chư tôn đức diệt bát làm đệ ngũ ấy. Khai thô quy tổ tăng đế đầu duyên đành lệ tăng cô truy hà kim sân tăng đại chân đệ dị nguyên từ bi tùy gia hộ nam mô tam niên tam bồ đề cố truy nam tác tiền tạng truyền lệ chú lệ chân đai ta bà nam mô tát đa nam tam niệu tam bồ đề cố truy nam tác tiền tạng truyền lệ chú lệ chân đai ta bà tam niệu tam bồ đề cố truy nam tác tiền tạng truyền lệ chú lệ chân đai ta bà nam mô tát đa nam tam niệu tam bồ đề cố truy nam tác tiền tạng truyền lệ
ta bà sao dĩ mô thí giả tán hoàng kỳ lợi ích nhường dị nhau vô thí hầu tăng đắng an lạc phạn thân di ngạc đương miệng chúng sanh giai biển cổ chư Phật pháp Nam Mô A Di Đà Phật phục nguyện Bồ Đề Thọ Trưởng Anh Gia Ba Dạng Nhân Thiên Hồ Bá Qua Khai Mạng Hướng Long Cô Tập Quân Chim Quấn Dụ Phụ Máu Xanh Thành Đàn Na Tính Thế Thân Ít Phước Điền Phổ Nguyện Phụng Di Từ Lâm Tế Chánh Tâm Tư Thập Nhất Thế Thượng Thiện Hạ Tịnh Quy Nhật Chậm Phạm Công Đại Đức Giác Linh Kỳ Nguyện Giác Linh Đại Đức Cao Đăng Phật Quang Tái Hiện Đàng Hoa Phân Thân Hội Nhập Ta Bà Tỳ Duyên Quá Độ Thư nguyện hiện tiền chư thiện nam tính nợ Phật tự hiếu quyến đại thiệu đẳng phước Phật tăng long bồ đề tâm tăng trưởng dạng sự kiết tượng kỳ tâm mãn nguyện âm siêu dương thai pháp giới chúng sanh tình dự vô tình tệ thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật cung thịnh chư tôn đức tăng ni thụ trai Nam Mô A Di Đà Phật chúng con xin thay lời toàn thể đạo tràng cảm niệm công đức chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni đã từ bi quan hỷ quan lâm về đạo tràng chúng con chứng minh và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả quý Phật tử người đã có công có của hỗ trợ cho đạo tràng và buổi lễ được công đức viên mãn. Bây giờ này thay lời hòa thượng chủ trì mời toàn thể quý vị đến nơi bàn cơm của chùa đã dọn sẵn để dùng cơm với chùa cho công đức được trọn vẹn cho buổi quý kỳ hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.